Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, thông tin trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Sáng ngày 2 tháng 8, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến làm việc tại một số đơn vị doanh nghiệp kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai, các hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cao Bằng, huyện Nguyên Bình và huyện Hòa An. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Đoàn đến thăm, khảo sát và lắng nghe kiến nghị về vướng mắc về quản lý và sử dụng đất đai tại nhà máy gạch Tuynen Nam Phong, thành phố Cao Bằng. Theo đó, công ty cổ phần gốm xây dựng Nam Phong được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và thuê đất của tỉnh để xây dựng nhà máy gạch. Đến nay tiếp tục thuê đất hai lần tại khu vực đất đồi sát mép đường quốc lộ 34 thuộc xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Hiện đang thực hiện thủ tục hồ sơ thuê đất lần 3. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thủ tục gặp một số vướng mắc do thay đổi về các quy định quản lý sử dụng đất đai hiện hành cũng như về việc giao quản lý tạm thời đất hành lang an toàn giao thông đường bộ. Sau khi nghe ý kiến trả lời của các ngành liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh cho rằng thời gian qua, công ty cổ phần gốm xây dựng Nam Phong đã đầu tư cải tạo đất, hoạt động kinh doanh sản xuất có hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho hơn 80 người lao động, có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do sự thay đổi về các quy định pháp lý trong việc thu phí thuê đất, quản lý và sử dụng đất hết thời hạn về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế đất cho doanh nghiệp, nên các thủ tục thuê đất còn chưa hoàn thiện và thống nhất. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quản lý sử dụng cho thuê đất, giải thích rõ ràng cụ thể cho doanh nghiệp. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc trên tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động. Đề nghị phía doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong việc quản lý và sử dụng đất và nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Tiếp đó, đoàn đến khảo sát thực địa tại khu vực mỏ sắt xóm Bản Luộc, Bản Nùng, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, thăm khảo sát và làm việc tại nhà máy sắt xốp và thép hợp kim Cao Bằng, công ty Mirex, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Dự án tổ hợp mỏ luyện kim Cao Bằng sản xuất phôi thép đúc hợp kim cao của công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Việt Nam, công ty Mirex, dự kiến xây dựng trong hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng, bao gồm việc khai thác, sản xuất và nghiên cứu khoa học. Hiện nay đã đầu tư triển khai với chi phí khoảng trên 820 tỷ đồng để xây dựng nhà máy, tìm kiếm, thăm dò, khai thác, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, do không đủ nguồn nguyên liệu quặng sắt cho sản xuất, nên nhiều năm trở lại đây, hoạt động của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Công ty Mirex kiến nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh có quy hoạch sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên cho công ty được phép thăm dò, khai thác một số điểm mỏ có trữ lượng tốt. Trước mắt cho phép ngắn hạn để công ty tận thu quặng sắt tại một số điểm mỏ đã đóng cửa mỏ, có hồ sơ pháp lý về khoáng sản và đất đai rõ ràng. Hỗ trợ công ty Mirex trong việc xây dựng cơ chế triển khai các dự án nghiên cứu, sản xuất kết hợp với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Nhấn mạnh về vai trò của việc sản xuất vật liệu, tạo nguồn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương tiếp tục ưu tiên tạo điều kiện cho công ty Mirex khai thác nguyên liệu, sớm hoàn thiện thủ tục cấp phép để dự án vận hành có hiệu quả. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các phương án đảm bảo môi trường tại các khu vực điểm mỏ theo quy định của pháp luật. Về lâu dài, công ty cần có phương án sản xuất chủ động về nguồn nguyên liệu để đảm bảo duy trì hoạt động, duy trì thường xuyên hoạt động của chi bộ đảng, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Sáng ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 và phòng chống dịch bệnh. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự có đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành của tỉnh. 7 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc COVID-19, chiếm 83,9% tổng số ca mắc, gần 11.000 ca tử vong. Từ cuối tháng 3, dịch COVID-19 có xu hướng giảm mạnh, hiện đang được cơ bản kiểm soát tốt. Trong nước đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5. Các ca nhiễm biến thể phụ này sẽ ghi nhận nhiều hơn và số ca mắc sẽ gia tăng trở lại. Đến ngày 31 tháng 7, cả nước đã tiêm được hơn 245,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm các mũi 1, 2, 3, 4, tương ứng sắp xỉ
100%, 100%, 71,5% và 63,0%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm các mũi 1, 2, 3 đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%, 99,5% và 33,7%. Trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm các mũi 1, 2 đạt tỷ lệ xấp xỉ 69,3% và 37%. Bên cạnh đó, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 136.075 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 45 trường hợp tử vong. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu, trong khi đó vẫn có tình trạng chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Một số nơi chưa quyết liệt, chưa có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với ngành y. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các biến thể mới liên quan đến COVID-19, sốt xuất huyết và đậu mùa khỉ, sớm phát hiện và điều trị các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển nặng, tử vong, đồng thời có những giải pháp để ngăn chặn, kiểm soát ngay từ cửa khẩu với bệnh đậu mùa khỉ. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh từ cộng đồng và từ các cơ sở điều trị, tập trung cải thiện môi trường sống của người dân, hạn chế các ổ dịch để tránh lây lan dịch sốt xuất huyết trên diện rộng. Các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tập trung tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay trong tháng 8, để đảm bảo an toàn dịch bệnh khi bước vào khai giảng năm học mới. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế đánh giá phân tích tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai với mọi tình huống chống dịch, đồng thời cần có kế hoạch chiến lược, định hướng truyền thông mang tính chất bài bản để làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Thạch An khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành giáo dục và đào tạo sau kỳ họp thứ 6. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện, thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022, báo cáo tóm tắt kết quả công tác ngành giáo dục năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. Báo cáo trả lời một số ý kiến của cử tri gửi trước tới hội nghị. Theo đó, cử tri đã có 8 ý kiến kiến nghị về thực trạng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học còn thiếu và đã xuống cấp. Đề nghị huyện và ngành chức năng quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng cho các trường học, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục sau sáp nhập, quan tâm xây dựng trường bán trú, chế độ chính sách đối với học sinh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An đã giải đáp ý kiến kiến nghị cử tri, đồng thời tiếp thu, sẽ tổng hợp, gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, sớm tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương. Chiều ngày 1 tháng 8, Công an tỉnh bế mạc giải bóng chuyền toàn lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và 17 năm ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2022. Giải đấu năm nay quy tụ gần 300 vận động viên thuộc 18 đội bóng nam và 6 đội bóng nữ, tới từ công an các phòng, đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tham gia tranh tài. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi với 36 trận đấu hấp dẫn, với tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo cổ động viên, giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội nam công an huyện Hạ Lang và đội nữ công an huyện Hòa An. Giải nhì được trao cho đội nam công an huyện Nguyên Bình và đội nữ Liên quân PX01. Đội bóng nam công an huyện Hà Quảng và đội bóng nữ Liên quân PC06, PC08 đã giành được giải ba chung cuộc. Ban tổ chức đã trao giải cho hai vận động viên xuất sắc gồm Hoàng Phi Hùng, công an huyện Hạ Lang và Đặng Thu Nga, công an huyện Hòa An. Theo Cục Quản lý Y tế Dự phòng, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. WHO vẫn cảnh báo tình trạng đại dịch toàn cầu. Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, khó dự báo, nhất là về mức độ nguy hiểm, khả năng làm giảm hiệu quả vaccine và nguy cơ tăng bệnh nặng, tử vong. Trong nước, mặc dù tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng đã ghi nhận gia tăng trở lại các ca mắc bệnh, các ca nhập viện và các ca chuyển nặng trong thời gian gần đây, cùng với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn các biến thể trước đây. Ngoài ra, các biến chủng mới của virus có khả năng tiếp tục xuất hiện hoặc tiến hóa sẽ làm giảm miễn dịch qua thời gian, có thể làm dịch bùng phát trở lại.
Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát sự lưu hành của biến thể phụ BA.4, BA.5 và các biến thể khác để chủ động có các biện pháp xử lý kịp thời. Biến thể BA.4, BA.5, chủng Omicron của SARS-CoV-2, có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể BA.2 đã ghi nhận tại nhiều quốc gia. Do đó, trong thời gian tới, số ca mắc với biến thể BA.5 sẽ tiếp tục gia tăng. Các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa, mới nhất là BA.2.75, BA.2.12.1 có khả năng làm giảm miễn dịch qua thời gian và có thể làm dịch bùng phát trở lại. Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta. Biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh, phải tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương cần tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine COVID-19, hoàn thành sớm nhất kế hoạch đã đề ra, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí, chỉ đạo thực hiện rà soát kế hoạch tiêm 6 tháng cuối năm 2022 và xây dựng kế hoạch tiêm vaccine năm 2023. Tiếp theo chương trình là những thông tin trong nước, quốc tế. Trong cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức dạy văn hóa trong các trường nghề, trường nghệ thuật, đưa giáo dục nghề nghiệp vào trường phổ thông do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã nêu lên các nguyên nhân khiến cho vấn đề này còn tồn đọng. Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, mỗi năm hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được khoảng 350.000 học sinh vào học trình độ trung cấp, trong số đó có trên 80% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và có nguyện vọng học và thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến hết năm 2020, cả nước có 245 trên 410 trường cao đẳng nghề, 380 trên 444 trường trung cấp nghề có thực hiện tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp cho các đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó có khoảng gần 400 trường có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu giảng dạy văn hóa trung học phổ thông ngay tại trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, các vướng mắc, giải pháp để tiến hành dạy văn hóa trong các trường nghề, đưa giáo dục nghề nghiệp vào trong các trường phổ thông theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, người học được học tập suốt đời. Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bàn giải pháp đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp liên quan đến nông nghiệp, nông thôn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để việc tuyển sinh của các trường nghệ thuật được thực hiện bình thường như các năm trước. Theo đại diện Bộ Công Thương, mặc dù xuất khẩu nhiều mặt hàng có dấu hiệu đi xuống trong tháng 7, song tính chung, 7 tháng, cả nước vẫn duy trì xuất siêu khoảng 764 triệu USD. Nguyên nhân chính là nhiều mặt hàng trong nhóm nông lâm thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo trứng lại. Đáng chú ý, mức giảm xuất hiện ở hầu hết các mặt hàng nông sản, trừ rau quả và cao su. Trong đó giảm nhiều nhất là phân bón các loại, giảm 33,3%. Tuy vậy, lũy kế 7 tháng, xuất khẩu của nhóm này vẫn đạt 18,23 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tương tự, nhóm hàng công nghiệp chế biến trong tháng 7 năm 2022 cũng chứng kiến mức giảm 7,2%, chủ yếu do sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm tới 22,6%, sắt thép các loại giảm 23,3%, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 15,4%. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là điểm sáng trong tăng trưởng xuất khẩu với kim ngạch ước đạt 66,7 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 30,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tiếp đến là Trung Quốc, ước đạt 30,42 tỷ USD, tăng 6,5%. EU ước đạt 27,67 tỷ USD, tăng 21,1%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2022 đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và chỉ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, cả nước đã chi 215,59 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông, còn gọi là xét học bạ, là xu hướng nở rộ được các trường đại học dùng để tuyển sinh trong 3 năm gần đây,
và phương thức này được coi là thêm cơ hội và giúp giảm áp lực cho thí sinh. Hiện nhiều trường đại học đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo phương thức xét học bạ, với điểm chuẩn tăng cao ngoài dự đoán của nhiều thí sinh. Trong khi đó, chất lượng đầu vào của thí sinh xét tuyển từ phương thức này thì cũng còn nhiều nghi ngại với các trường top đầu. Điểm chuẩn theo hình thức xét học bạ tăng mạnh là tình trạng chung của hầu hết các trường đại học năm nay. Với những trường cộng điểm, đối với học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia hay các chứng chỉ quốc tế, thì điểm chuẩn trúng tuyển có thể tăng lên mức 29, thậm chí 30,5 điểm, khiến câu chuyện đạt điểm tuyệt đối vẫn không đỗ như năm trước lại tái diễn. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ tăng cao nhưng không đồng nghĩa với chất lượng của thí sinh cao, nên một số trường trong top đầu đã nói không với phương thức xét tuyển này, hoặc có xét tuyển thì cũng đi kèm với các điều kiện khác. Việt Nam chưa phát hiện trường hợp đậu mùa khỉ nào xâm nhập. Trước tình hình dịch lây lan ở nhiều quốc gia, Bộ Y tế đã kích hoạt văn phòng đáp ứng dịch khẩn cấp và triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định xu hướng gia tăng ca bệnh đậu mùa khỉ là chắc chắn, đặc biệt sau khi WHO công bố tình trạng y tế khẩn cấp, các quốc gia sẽ tăng cường giám sát và ban hành các hướng dẫn chẩn đoán xác định ca bệnh sẽ tăng lên. WHO đánh giá tổng thể nguy cơ dịch đậu mùa khỉ trên toàn thế giới ở mức trung bình. Khu vực châu Âu ở mức cao, khu vực khác ở mức trung bình. Riêng khu vực Tây Thái Bình Dương gồm cả Việt Nam chỉ ở mức nguy cơ thấp đến trung bình. Đánh giá này dựa trên 3 tiêu chí: độ nặng của bệnh, nguy cơ bệnh xâm nhập và nguy cơ lây truyền trong khu vực. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề xuất nhu cầu để chuẩn bị thuốc, vật tư, thiết bị, sinh phẩm cho chẩn đoán và điều trị. Cục Quản lý Dược tiếp tục tìm nguồn cung ứng thuốc điều trị đậu mùa khỉ theo khuyến cáo và bảo đảm các nguồn cung ứng các thuốc điều trị nói chung, thuốc điều trị biến chứng. Các chuyên gia lưu ý 3 nhóm đối tượng gồm trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và người suy giảm miễn dịch cần theo dõi sát để cho nhập viện sớm, hạn chế nguy cơ tiến triển nặng. Để chủ động ứng phó, chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch. Trước tình hình tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 46,9% và 24,3%, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đợt cao điểm cho trẻ em trên toàn thành phố, yêu cầu các địa phương mở thêm nhiều điểm tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, nhằm chuẩn bị cho trẻ đến trường nhập học. Theo chỉ đạo, các điểm tiêm được tổ chức tại các trường học đối với trẻ đi học và điểm tiêm cộng đồng đối với những trẻ không đi học. Ngoài ra, trong tháng cao điểm này, Sở Y tế đã yêu cầu 3 bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố, gồm Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng thành phố, luôn sẵn sàng các đội tiêm để tăng cường số điểm tiêm và số bàn tiêm cho tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Đồng thời yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố sẵn sàng bố trí các xe cấp cứu tại các khu vực có điểm tiêm. Thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại của trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn chỉ mới đạt 19,86%. Tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chỉ đạt 46,9% và 24,3%. Chuyển sang tin quốc tế, giới khoa học cảnh báo chính phủ và người dân các nước ở Bắc Bán Cầu sẽ đối mặt với nhiều làn sóng COVID-19. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các nước này sắp bước vào mùa đông thứ 3 kể từ khi đại dịch bùng phát. Các chuyên gia y tế dự báo, riêng tại Mỹ, số ca mắc mới có thể lên tới 1 triệu ca một ngày vào mùa đông, gấp đôi so với số ca mắc hàng ngày hiện nay. Giới khoa học cũng cho rằng nhiều nước châu Âu sẽ ghi nhận hàng loạt đợt bùng phát mới COVID-19 do mọi người ở trong nhà nhiều hơn vào những tháng lạnh trong khi không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý số ca mắc mới có thể lại tăng đột biến, nhưng số ca tử vong và nhập viện do COVID-19 rất có thể sẽ không tăng nhờ chiến dịch tiêm vaccine được triển khai rộng rãi. Đồng thời, so với các đợt mắc bệnh trước đây, biến thể mới gây bệnh nhẹ hơn và phương pháp điều trị bệnh đem lại hiệu quả cao. Bản tin 16 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!